bữa nay buồn quá, không có gì ăn chứ, đang đói bụng nữa. Ở nhà một mình ai làm mà ăn giờ? Thôi, nhìn vô tủ rồi coi kiếm có gì ăn luôn. Có gì hết vậy? Ủa, mình ăn được gì đây? Ủa, mình lại phải bịch tép chấu mà đợt trước mình đi kéo không vậy ta? À. Mình ở nhà mình ăn có mình các bạn. Mình lấy ít ít thôi, nhiều quá ăn không hết. Đây là cái chấu ở lộn này tép mộng nha. Đó. Này làm cẩn thận một chút. Cái gai cái đầu nó nhọn á. Đâm cái này đau lắm. Mình cắt rau các bạn. Chứ để rau vậy nó ăn đau lắm cô chú ơi. Nè. Cái gai nó vậy nè. Đó, dài khủng khiếp luôn. Cắt đi cho nó ăn khỏi đau. Này đợi cắt từng con chắc tới chiều mới xong cô chú. Rồi để con tắt đi, người nào làm xong rồi con quay lại. Còn vài con tép nữa là xong nghe cô chú ơi. Nãy giờ ngồi cắt muốn xỉu luôn. Hôm nay mình sẽ làm một món rất là đặc biệt về con tôm này nghe, là con tép này nghe cô chú. Bột bột này lấy để chiên tôm này mình. Hôm nay con làm món tôm chiên bột với cô chú. Yeah. Bột của chú đổ hết luôn nha. Bột này nêm nếm sẵn rồi, con chỉ cần chế nước gì. Bắt đầu chế nước nha chú. Bột giả. Yeah. Quậy ra đừng cho nó ốc trâu nha cô chú. Ốc trâu rồi xong đó. Mới đầu bỏ nha chú ơi, nó còn đặc quá. Rồi đúng rồi, bắt đầu gà nè. Rồi bột nó mịn rồi cô chú ơi. Gần mịn rồi nè. Hết ốc trâu. Dạ quá cô chú ơi. Rồi con bỏ tép vô nè. Bỏ hết luôn. Trời lớn luôn. Trộn đều lên cô chú. Con bắt đầu bỏ nước mắm vô để cho nó đậm vị xíu thôi cô chú. Một ít nước mắm thôi, để nhiều quá nó mặn. Rồi. Một miếng cà no. Đó. Thơm lắm cô chú. Bỏ mỡ xong hết trơn nghe cô chú ơi, bắt đầu bật lửa rồi. Chị này để lửa cao quá nó hét. Rồi. Con thì con ăn kiểu nhẹ nhàng à. Cho nó nóng mỡ nghe cô chú ơi. Bắt đầu bỏ cái đầu tiên nha cô chú ơi. Ngu quá. Ủa? Trời ơi. Rồi, chi nó nhỏ hơn cô chú ơi. Rồi đợi đây cô chú. Cô chú ơi, nó làm sao nó nằm yên ngu luôn rồi cô chú ơi. Mình đợi để cho nó nổi cô chú ơi. Nó nhóm lên có gì anh chú cô chú. Ở nhà mình với cô chú ơi. Xả quá. Ở nhà mình không có gì làm chứ. Lấy này chiên nghe cho đỡ buồn cô chú ơi. Thấy nó chiên là nhìn màu nó đẹp quá à. Chứ ủa ngồi con tôm này nó tắt cho khỏi đèn nè. Thấy vàng rồi cô chú ơi.
rồi lắp ra luôn nha cô chú ơi. Quá đã luôn, nó bốc khói luôn nè cô chú. Để con tạo hình cho cô chú, hình trái tim nha. Không nói giỡn chứ con đâu có biết tạo hình đâu. Chỉ làm được hình tròn thôi à. Thôi con đổ thêm cái nè cô chú ơi. Đổ cái chảo bự gì mà đổ con cái à. Chiên xong rồi đi rửa rau rồi làm nước mắm rồi gói quất thôi cô chú ơi. Lần đầu tiên làm món này ơi. Đó à. Tại món này ở nhà con lâu lâu mới làm lần. Con cũng có kinh nghiệm mà. Con kinh nghiệm vô bếp nhiều lần rồi cô chú ơi nên con không có sợ bị bỏng. Con mới đổ cái thứ ba cô chú ơi. Mình thấy làm gì cho nó nhanh chứ để chảo làm gì lâu quá. Mình tăng lửa lên chiên cho nó nhanh cô chú ơi chứ để lửa thấp quá nó lâu chín lắm. Rồi lửa gì chắc được phải. Lửa lớn này là phải làm nhanh cho chú, làm chi trễ chứ mình nó khét hết. Thôi một đi một nè cô chú. Dạng của chú ơi. Chi vậy em cảm thấy nhanh hơn đó cô chú. Cho nó gáo dầu. Quên nữa cô chú ơi. Nãy giờ lo chiên không mà không để ý nữa. Chưa có mua rau nữa. Cha mình hiện tại giờ đang trên đường về sẵn điện cha mua rau luôn. Alo. Alo, cha đang ở đâu vậy? Cha sẵn cha đi đó cha mua cho con nửa căn rau thôi. Dễ đi con biết hả? Làm món đặc biệt nha. Một món đặc biệt. Đâu có, con tự nấu. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Điện cha mình xong rồi các bạn ơi. Giờ ngồi đợi thôi. Nãy giờ chiên chưa xong nữa. Nhiều quá. Hồi nãy lỡ làm thôi. Giờ chiên cho cha mẹ luôn. Con chín rồi cô chú ơi. Gấp ra luôn cô chú ơi. Đó, nãy giờ cũng gần hơn dĩa rồi đó. Dĩa đầy luôn. Dĩa vung luôn. Còn cái này làm cho hết luôn cô chú ơi. Ok. Dơ quá cô chú ơi. Ôi xe ấy còn lao cái nó bán lửa rồi cháy luôn cô chú. Rồi đi nè. Mình vô bếp còn lộng cộng quá cái cô chú ơi. Con vô bếp con nhưng mà không sao đâu con quen. Dạ. Chị hai cái này xong chú ơi. Cha con giờ này chưa về nữa. Rồi đợi cô chú ơi. Tôm chiên hả? Dạ. Ủa rồi sao không biết pha bột tôm chiên vậy? Trời ơi, mấy cái này ngoài hoài. Chiên chín ra đó hả? Xong chưa đó hả? Xong. Rồi để lát cho thưởng thức cho coi lâu lâu thì kêu ông chỗ tài làm cho ăn thấy ngon chứ.
rau lúc này mắc quá, trời mưa mắc quá, nhiều mà bao nhiêu rau mà hai mấy ngày dữ dằn. Xong rồi này chứ, nên sao dọn cơm ăn chứ. Con cái rau cô chú ơi, dạo này trời âm u quá, không như cô bảo gì, không có miếng nắng vô nhà. Muốn làm cái để cho nó sạch nha cô chú ơi, làm cho nó kỹ. Mình cho Trương làm xong cái món cái bánh tét chiên. Bây giờ mình ăn thử cái đó là Dương làm ngon như thế nào mọi người. Cái điện mình là mua ăn với nước mắm chua cay không? Nước ớt chua cay. Dạ không nhiều quá cô chú ơi. Dạ không nhiều quá. Bây giờ mình mời mọi người thưởng thức nha. Đầu tiên mình thử cái này cái. Bỏ vô gạo gói lại luôn nè, bỏ thêm mà miếng đồ thơm vô, đủ loại ra đủ loại ra nè, còn miếng gạo cá vô, à rồi gói lại. Cảm ơn mọi người nha. Hay còn làm được vậy? Ngon hả? Ok mọi người, bột vừa ăn luôn. Bột này có nêm lại không? Dạ con có nêm miếng bột còn nước mắm. Miếng bột nó có cũng có nêm rồi nhưng mà nêm á có chưa có vừa ăn. Mình mới nêm lại. Ok. Dương làm cũng không? Bánh tét Dương này. Đặt chắc con rồi. Ngon quá mọi người. Chiên cũng giòn quá. Nhai cái bánh nghe gậu 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 mày của chú à. Cho thơm thì vô nó đủ bài không ơi. Ăn lắm chua cay này. Mời mọi người nha. Món là chua đó mọi người. Mình còn nhỏ nhỏ. Để mình làm cho mình ăn á. Cho mình tép, kéo tép cái đĩa ở dưới sông mà lên á. Nhiều, dữ dằn lắm. Nào là làm mắm em mắm tôm tâm trao chứ tâm trao bằng cá mập luôn rồi chiên rồi gan đủ kiểu chứ chiên bọc như vậy gan ăn rồi đó đủ chế đủ món tét này cho mọi bây giờ lâu với làm lại cái món cách mồng chiên không mọi người em. Này của chú nè. Quá ngon rồi. Trong nhà nhỏ này làm đó giờ không có học nấu nướng cho mới làm ăn cũng được. Nó cũng lên lớn lên trong nhà hàng làm bếp trưởng. Ít gọi là đầu bếp trưởng. Ăn cũng được quá, ngon quá. Cha công nhận là mọi người người ta ăn cha ăn ngon là mọi người người khác ăn ngon. Ai muốn là xé ra. Cô chú à. Không được quá. Quá à. Ngon. Thêm nước mắm chua cay. Mọi người. Quá bắt. Nãy giờ quất sạch bách cái dĩa rồi mọi người, còn hai miếng nhỏ nhỏ nữa. Cay quá. Quá ngon, ăn hết luôn, hai trà còn hết luôn. Chung là nhà Nhật Dương làm mới mốt cái này mà bán người ta còn mua ta ăn ta còn khoái nè. Món này cũng món dân dã đặc biệt luôn rồi. Chưa nhỏ nhỏ hả cái tép chiên bột ăn ok luôn. Con bọc ngồi nó nêm rửa quá ngon rồi. Ngon rồi luôn. Chế biến ghê quá rồi. Ăn ngon rất là ngon luôn. Bích chế biến nè. Đó giờ không có dại đâu rồi.
chứ gần gần mình làm á, thấy mình làm á, bắt trước nó làm theo, nhà bụn bụn bậy ra làm đủ thứ, hết luôn, ăn hết luôn. Mình đã nhỏ nhỏ mình cũng chưa có chê xiên á, tại bây giờ á bọc cái xay trắng nó bán trong bịch mọi người đó, mình làm mình cả như kia mình không có làm được, lý do là đó không có bán bột mọi người đó, muốn làm bánh thì phải xay bột, xay bột mà có đá, không có đá chi xưa không, có đá không chọn, có đá thì xay xay làm cực lắm, đó làm bánh làm cực lắm. Bây giờ khỏi rồi, đấy là để xay mua ra tập quá, mua cái bịch bánh, mua cái bịch bột về quậy, cái này nếm sẵn rồi chiên đó, mình chưa làm được. Bây giờ Dương nó hơn mình, nó làm bánh này rồi. Thôi ra thời gian bánh cũng ấy, thời gian cũng rất là dài mọi người. Mình xin chậm dừng clip ở đây nha. Mọi người thích cho mình xin một like, một đăng ký, một comment nha. Hẹn mọi người clip sau nha. Xin bye mọi người. Bye mọi chú. Bye bye.